Từ sau ngày 10 tháng 9, mặc dù chưa có văn bản hướng dẫn chi tiết từ bộ TTTT, các nhà mạng đã chủ động thực hiện một số giải pháp đã cam kết để hạn chế tình trạng sim rác. Đại diện Vinaphone cho biết, hiện đã thông báo và thực hiện các quyền kích hoạt sim cho các đại lý. Mobile Phone khẳng định đã thông báo dừng hợp đồng với các đại lý sim. Khách hàng có thể mua sim ở các đại lý nhưng phải đến các điểm giao dịch của Mobile Phone để kích hoạt sim mới. Bên cạnh đó, Mobile Phone triển khai sử dụng kênh chuỗi có kiểm soát là Thế Giới Di Động, FPT Shop để làm kênh phân phối. Đại diện nhà mạng Viettel cũng khẳng định đã thông báo và các quyền được kích hoạt thuê bao mới của các đại lý. Viettel lựa chọn Thế Giới Di Động và Viettel Post là kênh chuỗi có kiểm soát làm kênh phân phối sim. Một điểm bán sim ủy quyền đã đóng cửa sau ngày 10 tháng 9. Giải thích rõ hơn về quy trình dừng bán sim, đại diện truyền thông của một nhà mạng cho hay, hiện nay các đại lý vẫn được bán phôi sim nhưng không được quyền đăng ký thông tin. Khách mua về muốn đăng ký thông tin phải ra chi nhánh của nhà mạng để cập nhật hoặc tự đăng ký thông qua ứng dụng trên smartphone. Ghi nhận một vòng các điểm bán sim chính thức từ các nhà mạng, nhiều địa chỉ trước đây là đại lý phân phối này đã đóng cửa hoặc treo bảng sang nhượng. Chị N, P, Quy, Ngũ Quy, 12, thành phố Hồ Chí Minh kể, hôm nay tôi đi hỏi mua sim rác, kích hoạt sẵn nhưng nhiều chỗ ở khu vực đường Nguyễn Văn Quá, Quang Trung, không còn bán như trước, họ chỉ tôi vào mấy cửa hàng lớn để mua. Anh Hùng, chủ một cửa hàng chuyên bán sim trên đường 3 tháng 2, Quy, 10, thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ, tình hình bán sim ngày càng khó khăn, hiện nay có thêm quy định không cho đại lý đăng ký sim mà chỉ được bán sim chưa có thông tin. Chính sách này nói cấm hẳn thì không cấm, nhưng việc siết chặt khiến cho các đại lý chính thức của nhà mạng bị giảm lợi nhuận, cạnh tranh không nổi với các điểm bán khác, trong khi phải gánh thêm chi phí thuê mặt bằng, chính vì vậy tôi đóng cửa, chuyển sang bán online. Tương tự, một cửa hàng khác của nhà mạng Mobile Phone trên đường Hồ Bá Kiện, Quy, 10, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ngừng kinh doanh và treo bảng sang nhượng mặt bằng. Lý do những chủ đại lý đưa ra là nhà mạng đang có những biện pháp siết chặt quản lý hơn đối với việc đăng ký thông tin cá nhân sở hữu sim. Trước nay đại lý ôm số lượng lớn sim kích hoạt sẵn để bán, như vậy mới có lợi nhuận để trang trải chi phí. Còn nếu bán sim đúng theo quy định đăng ký thông tin xác thực đầy đủ của người mua thì rất kén khách. Nếu quản lý thì phải đồng loạt và công bằng, chứ chỗ thì siết chặt còn trên mạng vẫn bán nhàn nhản thì cũng như không. Chủ một cửa hàng thiết bị di động trên đường Trần Quang Khải, Quy, 1, thành phố Hồ Chí Minh, góp ý. Sim rác vẫn còn được bán trên thị trường ngày 20 tháng 9, tức 10 ngày sau khi có thông báo ngừng bán sim qua đại lý. PV thanh niên vẫn tìm mua được sim rác đã đăng ký sẵn trên thị trường. Tại một cửa hàng di động trên đường 3 tháng 2, Quy, 10, thành phố Hồ Chí Minh, nhân viên bán hàng đưa ra một loạt thẻ sim khi chúng tôi hỏi mua sim đăng ký sẵn không cần kích hoạt. Dễ mua nhất hiện nay là sim của Vietnam Mobile, còn các mạng khác thì cũng có nhưng số lượng không còn nhiều, sim này giá 100.000 đồng, anh mua rồi nạp thêm tiền vào mới gọi được, nhân viên bán hàng tư vấn. Một số cửa hàng nhỏ lẻ vẫn. Cục Viễn thông khuyến cáo, người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân, chỉ sử dụng sim chính chủ. Điều này rất quan trọng trong bối cảnh số điện thoại đã gắn liền với tài khoản ngân hàng và ứng dụng định danh điện tử VNS của mỗi người. Mặc dù vậy, thông qua các sàn thương mại điện tử, sim rác vẫn bán vô tư. Cửa hàng sim TP trên Shopee quảng cáo, sim nghe gọi, nhắn tin giá chỉ có 45.000 đồng, sim, hạn sử dụng 1 tháng, tài khoản chính không đồng nghe gọi bình thường, mua về là xài. Sim dùng làm dịch vụ đã có thông tin thuê bao trước đó nên không đăng ký chính chủ được. Một shop, cửa hàng khác có địa chỉ tại Trà Vinh giao bán công khai sim đã đăng ký kích hoạt sẵn, giá chỉ 48.000 đồng. PV thử đặt mua và chỉ ngày hôm sau đã có bưu phẩm chuyển đến nhà, tính luôn cả phí ship là 75.000 đồng. Đặt vấn đề này với đại diện một nhà mạng, vị này cho biết, việc cắt quyền đăng ký sim từ các đại lý phân phối là việc làm mạnh tay. Thực tế sau ngày 10 tháng 9 đã có sự thay đổi rất nhiều, trong đó nhiều cửa hàng cảm thấy khó kinh doanh nên chủ động dừng hợp tác. Muốn cảm nhận rõ hơn sự chuyển biến thì có thể ghi nhận sau một thời gian nữa. Lượng sim rác đang bán hiện nay trên thị trường có thể là do các đại lý đã ôm đăng ký từ trước nên vẫn còn hàng tồn. Vì họ đã đăng ký thông tin sở hữu nên nhà mạng không thể tự ý cắt được. Tuy nhiên, đại diện nhà mạng này cũng thừa nhận thực tế khó ngăn ngừa được triệt để sim rác trên thị trường. Vì các điểm bán vẫn có thể lách được bằng cách như đăng ký thông tin của người nhà, người thân, bạn bè, sau đó bán lại,